Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Phóng sự Việt Nam với bài từ Sài Gòn ăn chơi tại các bar, vũ trường. Tối ẩm thấp, bí ẩn và không kém phần sôi động với số đông dân lắc tập trung là lời kể của nhiều dân chơi về quán bar này. Nằm ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, thế nhưng không gì gần mặt trời mà ở đây phải kín kẽ nhằm tránh sự dòm ngó của các cơ quan chức năng. Bất chấp các quy định, quán bar 27 Ngô Đức Kế ở quận Nhất Sài Gòn đang dần biến thành địa chỉ đáng tin cậy trong giới chơi thuốc lắc. Các vũ trường nổi tiếng trước đây như Metropolis, Monaco, Phi Thuyền đều đã ngưng hoạt động và dần rơi vào quên lãng đối với dân chơi Sài Gòn. Giờ đây, những quán bar như Barocco trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 3, quán bar 96 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng ở quận 3 mới thực sự thu hút giới trẻ. Vào một đêm thứ Bảy, chúng tôi theo chân một đám dân chơi từ Hà Nội vào. Ra vẻ sành sỏi, một cô bé trong nhóm nhỏ thó, ăn mặc khá mướt, móng tay được vẽ đủ màu sắc, tóc búi cao, hất hàm hỏi: "Giờ mấy anh muốn đi nhậu hay đi bar đây? Giờ này còn sớm quá, nhậu vài chai sương sương đi, rồi chơi ken nó mới đã." Ken là tiếng lóng của một loại ma túy tổng hợp với tên gọi là ketamine. Cả nhóm đồng ý ngay. Bốn chiếc xe tay ga đắt tiền thẳng tiến về quán nhậu ở dọc bờ kè khu Trường Sa, phường Đa Cao, quận Nhất, Sài Gòn. Họ gọi vài món hải sản cùng một thùng bia để lên dây cót. Đến gần 11 giờ khuya, Hùng, gã trẻ măng nói giọng Bắc khá điển trai, ra lệnh: "Thôi nhậu gì được rồi, giờ theo tớ đi bay." Điểm đến đầu tiên của nhóm này là bar 96 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3. Mặc dù mới khai trương vài tháng thôi, nhưng nơi đây lấy được thiện cảm của dân chơi về khuya. Một bảo vệ cao to, tóc húi cua, cánh tay phải xăm hình rồng rắn, sở lợi khi nhóm này vừa bước lên cầu thang: "Trời ơi, lâu quá mới thấy, đi làm ăn lâu mà không ghé quán tụi em chơi vậy anh hai?" Người được gọi là anh hai, chưa đầy 25 tuổi, cười ha hả, rồi móc trong túi ra tờ giấy 100.000 đồng tiền Việt Nam, dúi vào tay ông bảo vệ, rồi quay lưng bước vào trong. Chúng tôi tiếp bước theo anh ta và chọn một bàn salon ở phía tay trái và kêu hai chai Corona, mỗi chai 4 đô. Đâu có dám gọi mùi bởi vì giá quá cao. Với kiểu nhà quê như vậy nên bà chúng tôi chẳng được ai quan tâm, kể cả nhân viên phục vụ, Đào và những ông bảo vệ cao to hầm hố. Còn nhóm dân chơi kia, sau khi đưa một tấm thẻ, nhân viên phục vụ cầm ra một chai rượu Hennessy uống dở dang ký gửi cùng với dĩa trái cây mát lạnh. Chưa đầy 5 phút, chai rượu chỉ còn cái vỏ. Gã phục vụ gầy, dong dỏng cao, lễ phép cúi đầu hỏi: "Thưa anh hai, uống thêm rượu để em lấy ạ. Hôm nay mua 2 tặng 1 Anh hai hớt hàm: "Vậy thì lấy 2 chai đi." Chưa đầy 3 phút, người phục vụ khệ nệ bưng ra 3 chai Hennessy loại 700ml cùng 10 lon Coca rồi nước suối. Để thanh toán hết chỗ này ít nhất là 250 đô, chưa kể tiền tip mà trong nước gọi là tiền bo cho những nhân viên phục vụ và những cô đào đổng đảnh đang nhiệt tình rót rượu. Tiếng nhạc thình thịch cùng tiếng la ó của khách đã làm cho không khí ở đây nóng lên. Một cô gái trong nhóm này móc trong túi vài viên màu hồng nhạt như thuốc bổ của trẻ con, phân phát cho cả bọn bỏ vào miệng một cách tự nhiên. Người bạn đi cùng tôi quýt tay: "Tụi nó cắn kìa." Cắn tức là xài thuốc lắc. Không chỉ cắn mà nhóm này còn xài luôn nhiều loại thuốc rất lạ mắt. Cách đó một bàn phía tay phải chúng tôi có 4 nam 1 nữ nói giọng Bắc cũng đã cắn khá nhiều. Gã trọc đầu khoảng 35 tuổi, nhỏ con, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào người thanh niên ngồi cùng bàn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng do quá say, anh này không thấy được sự bực tức của tay đàn anh người Hải Phòng do trước đó họ nói chuyện với nhau, chúng tôi nghe lớn được. Hắn quay sang ông mặc áo thun màu xám, chúng tôi nghe không sót từ nào: "Mày nói thằng đó phắn đi, nhìn ngứa mắt quá, ngồi chút rồi tao theo qua 27 Trước đó chúng tôi đã nghe nhóm trai trai người Bắc bàn với nhau sẽ đến bar 27 Ngô Đức Kế, quận Nhất. Thấy chúng bỏ đi, chúng tôi cũng vội vàng kêu nhân viên phục vụ tính tiền để đeo bám.
đồng hồ lúc này đã điểm 2:30. Nghe dân chơi nói nhiều, thế nhưng khi trực tiếp đến đây, chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Cửa vào nhỏ xíu nhưng đã có 3-5 vệ sĩ đứng thị uy. Vào bên trong, leo lên 2 lần cầu thang tối thui, chật hẹp, chúng tôi có mặt tại trung tâm của quán bar này. Tiếng nhạc mở hết công suất, muốn đẩy chúng tôi ngược ra ngoài. Tiếng la thét gầm rú của người DJ, những vị khách quá khích cộng với ánh đèn laser lập lòe khiến nơi này càng thêm hoang dã. Gã đại ca mà chúng tôi đeo bám dĩ nhiên cũng có một bàn VIP ngay phía cuối quầy bar với chai Hennessy XO loại 3 lít khá to, làm choáng cả bàn rượu. Biết chúng tôi chỉ có 2 người, không có bàn đặt sẵn, người phục vụ bỏ đi khi chúng tôi gọi 2 lon Heineken. Bàn bên, đại ca cùng nhóm bạn lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Người nào mắt cũng nhắm nghiền, lâu lâu lại mở mắt, quơ tay, chụp ly rượu, nốc cạn. Trong nhóm thanh niên ăn mặc loè loẹt, ngồi quanh chiếc bàn đầy ấp bia rượu gần đó, cặp nam nữ ngã nghiêng theo tiếng nhạc. Có lẽ do quá phê, 2 cô cậu mất thăng bằng, ngã vào một bạn gái của người đàn ông bàn bên cạnh. Mâu thuẫn này nhanh chóng được những tay bảo vệ cao to xúm vào giải quyết. Đôi nam nữ được đưa vào phía trong toilet để rửa mặt. Với cái tướng nhỏ xíu, chân tay khẳng khiu, mắt mở không ra, loạng choạng, với bà anh này hùng hổ tuyên bố: "Đụng đến tao hả, tao chém chết mẹ hết á." Bà 27 Ngô Đức Kế, quận nhất, với diện tích chỉ khoảng 100 thước vuông, thế nhưng vào thời điểm chúng tôi có mặt, tức là khoảng 3 giờ sáng, khách vẫn vào ra nườm nượp, không dưới 200 khách quen chen chúc trong quầy bar tăm tối này. Nhạc thừa, ánh sáng thiếu là điều mà hầu hết dân lắc đều thích khi đến đây. Quán bar 27 khá lạ so với các quán bar khác ở thành phố Sài Gòn, đó là gần như không có đào. Những cô ả thừa thịt thiếu giải sẽ không có đất dụng võ, bởi nơi đây là địa chỉ thường trú của dân lắc tứ thiệt. Nhan sắc không phải là thứ cuốn hút hơn ma túy. Chúng tôi ra về, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, những người lao động chở từng bó rau, sọt, trái cây để kiếm vài chục ngàn đồng Việt Nam mưu sinh. Trong quán bar ồn ào và nhập nhoạt ánh đèn, hàng trăm con người vẫn thác loạn với thuốc lắc và rượu mạnh. Vừa rồi là một phần của bài phóng sự từ Sài Gòn, ăn chơi thâu đêm tại các bar và vũ trường. Tôi yêu phiêu du khắp trời.